Minh được Tử Vi hoan hỷ chào đón quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp. Mến chúc quý vị và các bạn luôn mạnh khỏe, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Và để biết được vận trình của mình trong tuần mới, may mắn, giàu có hay là biến động ra sao, thì ngày hôm nay Minh được Tử Vi sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn về tử vi tuần mới của 12 con giáp từ ngày 15 tháng 5 đến ngày 21 tháng 5 năm 2023 để giúp cho quý vị và các bạn đốn lành, lánh dữ, có được một tuần nhiều may mắn, vạn sự như ý, đại cát đại lợi. Vậy vận trình cụ thể ra làm sao để giải hung hóa cát, làm sao để nắm bắt được vận may đến với mình thì xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết ngay sau đây nhé. Tử vi tuần mới từ ngày 15 tháng 5 đến ngày 21 tháng 5 năm 2023 của tuổi Tý. Bước sang tuần mới, người tuổi Tý có thể sẽ gặp phải một vài rắc rối trong sự nghiệp vào thời điểm đầu tuần do có kiếp tài và tỷ kiên tác động. Vì vậy, bạn cần phải hạn chế tính nóng này, tốt nhất không nên gây mâu thuẫn với đồng nghiệp hoặc cấp trên. Nếu bạn có cách khắc phục được khó khăn thì kể từ giữa tuần trở đi, bạn có nhiều cơ hội thể hiện điểm mạnh cá nhân, ghi điểm với lãnh đạo. Về cơ bản, tình hình tài lộc của bản mệnh không có nhiều biến động trong suốt tuần này. Đầu tuần, người làm nghề tự do có thể thu được một khoản lợi nhỏ, còn khoảng thời gian sau đó, bạn ít tìm được cơ hội để đầu tư, kinh doanh. Nếu muốn cải thiện tình trạng trên, bạn cần phải trở thành con giáp dám thay đổi và chấp nhận đánh đổi nhé. Tiểu Hao khuyên bản mệnh làm việc gì cũng cần phải có chừng mực, nhất là với chuyện chi tiêu, nếu không, dù có dư giả đến đâu, bạn cũng rất dễ rơi vào tình trạng hao tài tốn của mà lợi ích thu lại thì không được bao nhiêu. Xem tử vi tuần mới của 12 con giáp cũng cho thấy, chuyện tình cảm của con giáp này có thể vướng phải một vài khúc mắc. Bạn và người ấy dễ bất đồng ý kiến với nhau trong chuyện gia đình. Hai bên đều cần phải bình tĩnh và mở lòng để lắng nghe đối phương nhiều hơn, đừng nên khăng khăng với ý kiến của mình. Tử vi tuổi Giáp Tý, thuộc mệnh Kim, dễ vướng phải tranh cãi với đồng nghiệp vào thời điểm đầu tuần. Tử vi tuổi Bính Tý, thuộc mệnh Thủy, nên học cách khiêm tốn, tránh kiêu ngạo tự phụ. Tử vi tuổi Mậu Tý, thuộc mệnh Hỏa, nếu cố gắng sẽ nhận được sự đánh giá cao của cấp trên. Tử vi tuổi Canh Tý, thuộc mệnh Thổ, vợ chồng dễ mâu thuẫn, bất đồng vì quan điểm trái chiều. Tử vi tuổi Nhâm Tý, thuộc mệnh Mộc, khẳng định bản thân bằng cách vượt lên trên khó khăn. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi tuần mới từ ngày 15 tháng 5 đến ngày 21 tháng 5 năm 2023 của tuổi Sửu. Về cơ bản, sự nghiệp của người tuổi Sửu khá thuận lợi trong tuần này. Nhờ có thiên ấn và chính quan chiếu mệnh mà thời điểm đầu tuần chính là thời điểm bạn vươn lên, thể hiện điểm mạnh của mình. Đặc biệt, người làm trong các ngành nghề như nghệ thuật, học thuật, tôn giáo, dịch vụ, có cơ hội chạm tới bước ngoặt trong sự nghiệp. Tuy nhiên, dù có thuận lợi thế nào thì bạn cũng cần chú ý đến những kẻ có ý đồ tiếp cận mình. Ngũ quỷ chiếu mệnh cho thấy đó có thể là kẻ tiểu nhân muốn gây hại cho sự nghiệp của bạn, khiến công việc gặp nhiều rắc rối. Bên cạnh đó, bản mệnh cũng cần quan tâm đến vấn đề sức khỏe. Về vấn đề tài chính, do có chính tài và thiên tài phù trợ nên cả người làm công ăn lương và người làm đầu tư kinh doanh đều có cơ hội nhận được một khoản kha khá. Bạn cũng có thể cải thiện được đời sống của mình dựa vào số tiền kiếm được dựa vào vận may, tuy nhiên, bạn không nên quá phụ thuộc vào điều ấy. Đáng tiếc, trên phương diện tình cảm, người tuổi Sửu sẽ phải đối diện với nhiều vấn đề đau đầu. Người đã lập gia đình có thể sẽ thường xuyên căng thẳng vì không ai chịu nhường ai. Dường như cả bạn và người ấy đều đang muốn tranh giành quyền ảnh hưởng trong gia đình. Tử vi tuổi Ất Sửu, thuộc mệnh Kim, chuyện tình cảm gặp nhiều vấn đề đau đầu. Tử vi tuổi Đinh Sửu, thuộc mệnh Thủy, vợ chồng tranh giành quyền ảnh hưởng, không ai chịu nhường ai. Tử vi tuổi Kỷ Sửu, thuộc mệnh Hỏa, bạn sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng với công sức đã bỏ ra. Tử vi tuổi Tân Sửu, thuộc mệnh Thổ, làm ăn gặp nhiều điều thuận lợi nên ký kết hợp đồng. Tử vi tuổi Quý Sửu, thuộc mệnh Mộc, có thể kiếm được một khoản kha khá dựa vào vận may. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi tuần mới từ ngày 15 tháng 5 đến ngày 21 tháng 5 năm 2023 của tuổi Dần.
Theo tử vi tuần mới phương Đông cho thấy, chuyện tình cảm của người tuổi Dần không có nhiều khởi sắc, nhất là với những ai đã có đôi có cặp hoặc đã lập gia đình. Hai người có thể không đồng ý với nhau trên một vài phương diện, nhưng cả hai đều cần phải thật bình tĩnh, tránh dùng những lời nóng này để công kích đối phương. Tuy nhiên, nhờ có thái âm chiếu mệnh giúp nhân duyên của người độc thân phát triển theo chiều hướng khá tốt đẹp, đặc biệt là với nữ mệnh. Bạn có thể giữ quan hệ được với những người chân thành và thẳng thắn, thậm chí nhận ra ai là người luôn thầm lặng quan tâm, chăm sóc bạn. Chính tài và thực thần xuất hiện cho thấy, thời điểm đầu tuần là thời điểm hái ra tiền đối với bản mệnh, đặc biệt là với những người làm nghề tự do. Bạn có thể tìm ra mối đầu tư hoặc mối khách hàng tiềm năng, giúp mở ra một bước phát triển mới trong sự nghiệp. Có điều, kể từ giữa tuần trở đi, bạn cần phải đặc biệt chú ý trong công việc. Thương quan, tỷ kiên và kiếp tài cảnh báo bạn tránh nóng nảy, mâu thuẫn với mọi người xung quanh. Khi mắc phải sai sót, bạn cần phải khiêm tốn lắng nghe ý kiến góp ý của mọi người, không nên tìm cách trốn tội bằng cách đổ tội cho người khác. Tử vi tuổi Giáp Dần, thuộc mệnh thủy, làm việc cần để ý trước sau, tránh đắc tội với người khác. Tử vi tuổi Bính Dần, thuộc mệnh hỏa, không nên mâu thuẫn với cấp trên, chủ động nhận khuyết điểm. Tử vi tuổi Mậu Dần, thuộc mệnh thổ, không nên cứng đầu, khăng khăng với quan điểm cá nhân. Tử vi tuổi Canh Dần, thuộc mệnh mộc, không nên nói những lời gây tổn thương cho nửa kia. Tử vi tuổi Nhâm Dần, thuộc mệnh kim, cởi mở hơn, nhận lấy sự quan tâm của người khác. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi tuần mới, từ ngày 15 tháng 5 đến ngày 21 tháng 5 năm 2023 của tuổi Mão. Thương quan xuất hiện vào đầu tuần cho thấy người tuổi Mão sẽ có những bước khởi đầu khó khăn. Thời điểm này, bạn nên bình tĩnh lắng nghe ý kiến của mọi người hơn là khăng khăng với quan điểm cá nhân. Bạn không nên quá tự tin vào quan điểm của mình, cho rằng mình đã nắm rõ tất cả mọi vấn đề trong công việc. Sao dịch mã chiếu mệnh khuyên những người vướng phải khó khăn nên suy nghĩ tích cực hơn và không nên ngại gian khổ nhất thời. Hiện tại, bạn càng cố gắng bao nhiêu thì tương lai bạn sẽ càng thu được kết quả rực rỡ bấy nhiêu. Ai rồi cũng sẽ nhận được thành quả xứng đáng với công sức của mình. Thời điểm cuối tuần, do có chính ấn và thiên ấn độ mệnh nên bạn gặp được nhiều điều may mắn hơn. Có thể bạn sẽ gỡ bỏ được một vài hiểu lầm của người khác với mình. Hãy tin rằng cây ngay không sợ chết đứng, chỉ cần bạn không làm điều gì khuất tất thì bạn không phải sợ hãi bất cứ điều gì. Chuyện tình cảm với người tuổi Mão khá ảm đạm trong tuần lễ này. Bạn và người ấy có thể liên tiếp gặp phải những chuyện gây hiểu lầm. Cả hai người đều cần phải kiềm chế, không nên để cảm xúc nhất thời lấn át lý trí, gây ra những chuyện khó vãn hồi. Tử vi tuổi Ất Mão, thuộc mệnh thủy, không nên suy nghĩ bi quan, hãy mở rộng lòng mình hơn. Tử vi tuổi Đinh Mão, thuộc mệnh hỏa, vợ chồng mâu thuẫn trong các việc gia đình. Tử vi tuổi Kỷ Mão, thuộc mệnh thổ, gặp một vài rắc rối với bạn bè hoặc đồng nghiệp. Tử vi tuổi Tân Mão, thuộc mệnh mộc, không nên khăng khăng với ý kiến cá nhân. Tử vi tuổi Quý Mão, thuộc mệnh kim, mọi công sức bỏ ra đều không hề uổng phí. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi tuần mới, từ ngày 15 tháng 5 đến ngày 21 tháng 5 năm 2023 của tuổi Thìn. Nhân duyên của người tuổi Thìn có khởi sắc vào thời điểm đầu tuần, nhưng khoảng thời gian sau đó thì dễ vướng phải nhiều rắc rối. Dù khó khăn trước mắt có là gì đi chăng nữa, bạn và người ấy cũng nên đồng lòng cùng nhau vượt qua, không nên nghĩ tới chuyện bỏ cuộc hoặc ai lo việc của người nấy. Điều ấy sẽ khiến tình cảm đôi bên ngày càng trở nên lạnh nhạt. Sao Thái Dương chiếu mệnh cho thấy người độc thân vốn có nhân duyên khá tốt. Các mối quan hệ của bạn phát triển một cách hài hòa. Nếu bạn chịu mở lòng hơn với mọi người thì rất có thể bạn sẽ tìm được một người thích hợp hoặc một cơ hội đáng quý. Tử vi tuần mới của 12 con giáp thấy rằng sự nghiệp của bản mệnh có hung cát đan xen. Bạn có thể nhận được sự đánh giá cao của cấp trên và sự ngưỡng mộ của đồng nghiệp, tuy nhiên bạn không nên quá lơ là chủ quan trong công việc. Có thể kẻ tiểu nhân đang âm thầm tiếp cận bạn, khiến bạn vướng phải nhiều rắc rối. Trên phương diện tài lộc, người tuổi Thìn có khá nhiều khởi sắc do có cả thiên tài, chính tài và thực thần nâng đỡ. Điều này cho thấy dù bạn đang làm ở bất cứ lĩnh vực gì, bạn cũng có thể gặt hái cho mình được những thành quả xứng đáng. Tầm nhìn xa trông rộng mang lại cho bạn rất nhiều lợi ích, không chỉ ở hiện tại mà ở cả tương lai. Tử vi tuổi Giáp Thìn, thuộc mệnh hỏa, không nên lơ là trong công việc, chú ý kẻ tiểu nhân.
Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh thổ, có tầm nhìn xa trông rộng, giúp ích cho sự nghiệp. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh mộc, nhận được lợi nhuận do đầu tư, kinh doanh. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh kim, nên đồng lòng cùng người ấy vượt qua khó khăn. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh thủy, cởi mở hơn với những người chân thành với mình. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi tuần mới từ ngày 15 tháng 5 đến ngày 21 tháng 5 năm 2023 của tuổi Tỵ. Người tuổi Tỵ có những ngày khởi đầu tuần rực rỡ. Bạn có thể nhanh chóng khẳng định được vị thế của mình và có cơ hội được cất nhắc lên vị trí cao hơn, nhưng như vậy không có nghĩa là bạn được phép huênh hoang, coi thường người khác. Thương quan và kiếp tài xuất hiện vào cuối tuần cho thấy bạn dễ dàng gặp phải rắc rối. Trong lĩnh vực tài lộc, bản mệnh tìm được một vài cơ hội làm ăn khá đáng cân nhắc. Thiên tài và chính tài đảm bảo cho bạn một nguồn thu ổn định, thậm chí là có dôi dư. Bạn cũng có cơ hội phát tài bất ngờ dựa vào vận may của mình, tuy nhiên, khoản tiền ấy không quá lớn mà chỉ mang ý nghĩa khích lệ tinh thần và tâm trạng. Thái tuế khuyên bạn nên cẩn thận trong bất cứ công việc gì, đặc biệt là khi cần ra khỏi nhà. Trước khi rời nhà, bạn nên có cách ăn mặc và bảo vệ bản thân phù hợp, đồng thời đi theo hướng tốt hoặc vào giờ hoàng đạo để gặp được nhiều may mắn hơn, giảm bớt những ảnh hưởng xấu. Con giáp này có thể vướng phải rắc rối tình cảm vào thời điểm đầu tuần, tuy nhiên, đến cuối tuần thì dường như mọi việc đều có hướng giải quyết ổn thỏa. Bạn nhận ra rằng mọi việc đâu khác có đó, không nên quá lo lắng, sốt ruột, thậm chí là đổ lỗi cho nửa kia của mình. Tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh hỏa, việc làm ăn, kinh doanh gặp nhiều may mắn. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh thổ, không nên vì thành công của bản thân mà coi thường người khác. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh mộc, có cơ hội phát tài một cách bất ngờ, tuy nhiên không nên dựa dẫm vào đó. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh kim, vợ chồng hòa thuận, cùng nhau vượt qua khó khăn. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh thủy, cẩn thận khi ra khỏi nhà giải quyết công việc. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi tuần mới từ ngày 15 tháng 5 đến ngày 21 tháng 5 năm 2023 của tuổi Ngọ. Người tuổi Ngọ cần xác định đối diện với nhiều sự cố trong công việc vào tuần này. Do có sự tác động xấu của thiên quan cũng như thương quan, bạn dễ gây thù chuốc oán với kẻ tiểu nhân hoặc khiến cấp trên không hài lòng. Hãy bình tĩnh để tìm ra cách giải quyết thích hợp cho mọi việc, đừng giữ những suy nghĩ tự ti hoặc bi quan. Tuy nhiên, lĩnh vực tài chính của bản mệnh lại có khá nhiều điểm sáng. Bạn có thể tìm được người đồng hành đáng tin cậy và đôi bên sẽ cùng dựa vào nhau để phát triển. Một vài cơ hội đầu tư cũng có thể xuất hiện trước mắt bạn, hãy nắm bắt thật nhanh chóng, chớ chần chừ, do dự. Chuyện tình cảm của người tuổi Ngọ có đôi có cặp ảm đạm vào đầu tuần nhưng đến cuối tuần thì dần có điểm sáng. Hai người có thể đã vượt qua thời kỳ chiến tranh lạnh và ngày càng yêu thương, thấu hiểu nhau hơn. Đôi khi, sự mâu thuẫn cũng là chất xúc tác khiến đôi lứa thêm gắn kết. Sao Bách Việt chủ đào hoa cho thấy người tuổi này vốn có những nét hấp dẫn rất riêng. Tuy nhiên, không phải vì thế mà bạn trở nên dễ dãi, chấp nhận tất cả mọi người có ý định tiếp cận. Bạn phải tinh tường nhận ra ai là người thật sự chân thành với mình. Tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh kim, làm việc cẩn thận nếu không muốn vướng vào rắc rối lớn. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh thủy, hãy dùng hành động thực tế để chứng minh giá trị bản thân mình. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh hỏa, nên bình tĩnh, tránh mâu thuẫn với mọi người. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc mệnh thổ, thu hút được ánh mắt của nhiều đối tượng khác giới. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mệnh mộc, khắc phục được những mâu thuẫn tồn tại trước đó. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi tuần mới từ ngày 15 tháng 5 đến ngày 21 tháng 5 năm 2023 của tuổi Mùi. Sự nghiệp của người tuổi Mùi trên cơ bản là tiến triển thuận lợi, dù khó tránh phải một vài rắc rối nho nhỏ. Những rắc rối này dường như cũng là lời cảnh tỉnh cho bạn, chớ nên quá tin tưởng vào bất cứ việc gì. Trước khi hoàn thành nhiệm vụ, bạn cần phải kiểm tra cẩn thận trước khi báo cáo với cấp trên. Cơ hội kiếm tiền đến với con giáp này chủ yếu vào thời điểm từ giữa tuần đến cuối tuần. Tuy nhiên, bạn cần làm ăn một cách chân chính chứ không nên sử dụng những thủ đoạn kiếm tiền không trong sáng, lợi dụng thời cơ để hãm hại người khác,
kiếm lời lãi về cho mình. Sao thiên cầu chiếu mệnh chỉ ra rằng bản mệnh dễ rơi vào tình trạng lao lực vì làm việc quá vất vả. Bạn cần phải cân đối giữa sự nghiệp và cuộc sống, cũng không nên ôm hết việc vào người. Nếu thấy những dấu hiệu cảnh báo của cơ thể thì cũng nên gác công việc lại, dành thời gian quan tâm đến sức khỏe của mình nhiều hơn. Trên phương diện tình cảm, người tuổi Mùi phải đối diện với nhiều nguy cơ, thậm chí lứa đôi có thể rơi vào tình trạng chiến tranh bùng nổ do không ai chịu nhường ai. Đừng để bản tính bướng bỉnh khiến cho chuyện tình yêu của mình có một cái kết dang dở. Tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh Kim, không nên nóng nảy, tranh cãi với người khác. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh Thủy, nên quan tâm nhiều hơn đến gia đình. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh Hỏa, không nên quá tin tưởng vào bất cứ ai hoặc việc gì. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh Thổ, nên quan tâm đến sức khỏe nhiều hơn, không làm việc quá sức. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh Mộc, hãy nhận ra điều gì là thực sự quan trọng trong cuộc sống. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi tuần mới, từ ngày 15 tháng 5 đến ngày 21 tháng 5 năm 2023 của tuổi Thân. Đầu tuần, do có kiếp tài ngáng trở nên có thể người tuổi Thân sẽ phải đối diện với một vài rắc rối. Tuy nhiên, bạn không nên quá lo lắng bởi với khả năng của mình, bạn hoàn toàn có thể khắc phục và vượt qua. Khoảng thời gian sau đó, thiên ấn và chính quan là dấu hiệu bạn được cấp trên trọng dụng, có cơ hội thể hiện tài năng. Sao thiên đức phù trợ nên đến tận cuối tuần, bạn mới gặp được nhiều chuyện thuận lợi hơn. Bạn có thể thu hồi được một khoản lời lãi kha khá, bù đắp cho những sai lầm vừa qua. Khi cơ hội mở ra trước mắt, bạn hãy mạnh dạn nắm bắt và tin tưởng hơn vào tiềm năng của bản thân mình. Thiên tài và chính tài xuất hiện vào cuối tuần chính là một dấu hiệu khẳng định đối với người làm ăn, kinh doanh. Bạn nhận ra rằng mọi khó khăn rồi cũng sẽ qua đi, trời chẳng bắt ai phải đi vào ngõ cụt, điều quan trọng là bạn phải thật vững vàng trước mọi biến cố. Tiếp nối tử vi tuần trước, chuyện tình cảm của con giáp này có những chuyển biến rõ rệt, đặc biệt là vào thời điểm đầu và giữa tuần. Nếu còn độc thân, bạn có thể tìm được một vài đối tượng phù hợp với hình mẫu mà mình đã đặt ra. Bạn có thể giữ liên lạc với người ấy, mở ra cơ hội để hai người tiến xa hơn. Tử vi tuổi Giáp Thân thuộc mệnh Thủy, công việc tiến triển thuận lợi, được đánh giá cao. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh Hỏa, vượt qua được khó khăn và có cơ hội khẳng định bản thân. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh Thổ, có thể sẽ phải tốn một khoản tiền để bù đắp sai lầm. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mệnh Mộc, chuyện tình duyên có điểm sáng, có thể tìm được người phù hợp. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh Kim, vợ chồng hòa hợp, cùng nhau khắc phục khó khăn trong cuộc sống. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi tuần mới, từ ngày 15 tháng 5 đến ngày 21 tháng 5 năm 2023 của tuổi Dậu. Sự nghiệp của người tuổi Dậu có thăng có trầm trong tuần này. Vì vậy, khi gặp phải việc gì khó khăn, bạn cũng chớ vội bi quan, suy nghĩ đến việc bỏ cuộc. Cùng với đó, dù công việc có thuận lợi đến mấy, bạn cũng chớ nên lơ là, cho rằng chiến thắng đã nằm trong tầm tay mình và coi thường những biến động bất ngờ. Tình hình tài chính của bản mệnh không có nhiều biến động vào thời điểm này. Về cơ bản, bạn vẫn duy trì tốt nhiệm vụ được giao, dù hiện tại không có được khoản thu thêm nổi bật nào nhưng tương lai của bạn thì lại tràn đầy hứa hẹn. Người tuổi Dậu có những bước tiến đáng kể trong chuyện tình cảm. Bạn dễ dàng gây ấn tượng tốt đẹp với người khác giới, nhất là khi tham gia những buổi tụ họp bạn bè hoặc đồng nghiệp. Nếu còn độc thân, bạn có thể dễ dàng tìm được người như ý muốn. Bên cạnh đó, Bạch Hổ mang lại điềm báo bạn cần phải quan tâm đến sức khỏe của chính mình và những người thân yêu. Bạn cần tập trung chú ý khi tham gia giao thông, đồng thời có những biện pháp thích hợp để nâng cao sức đề kháng của cơ thể. Tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh Thủy, nhận được nhiều sự chú ý đến từ những người bạn khác giới. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh Hỏa, vợ chồng dần bao dung và thấu hiểu nhau hơn. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh Thổ, hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh Mộc, không nên giữ những suy nghĩ bi quan dù có gặp phải khó khăn. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh Kim, nên chú ý đến tình hình sức khỏe của chính mình và người thân. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi tuần mới,
Từ ngày 15 tháng 5 đến ngày 21 tháng 5 năm 2023 của tuổi Tuất. Chính ấn và chính quan hứa hẹn những cơ hội khẳng định bản thân, củng cố địa vị cho người tuổi Tuất. Bạn hãy mạnh dạn và tự tin thể hiện quan điểm cá nhân của mình, không nên vì mình là người mới hoặc vì mình còn trẻ tuổi mà rụt rè, e ngại. Công ty cần những luồng gió mới như bạn để phát triển đấy. Song bạn cần phải phân biệt rõ thế nào là tự tin và thế nào là kiêu ngạo. Nếu chỉ thích làm việc theo ý mình, bỏ ngoài tai lời nhắc nhở của người khác thì thiên quan và thương quan sẽ nhanh chóng đẩy bạn vào rắc rối. Sao tử vi vẫn mang lại ít nhiều may mắn cho người tuổi này. Nếu còn trẻ tuổi, bạn hãy không ngừng cố gắng rèn luyện bản thân, không đầu hàng nghịch cảnh, luôn ở trong tư thế sẵn sàng, chờ đón những cơ hội tốt đẹp sẽ tới trong thời gian sắp tới. Trên lĩnh vực tình cảm, dường như những người độc thân vẫn còn chưa sẵn sàng mở cánh cửa trái tim mình cho người khác bước vào. Bạn thường tìm cách từ chối những buổi gặp gỡ và có thái độ tránh xa những người có ý định tiếp cận mình. Tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh hỏa, không nên bi quan trong hiện tại mà hãy suy nghĩ lạc quan hơn. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh thổ, mạnh dạn bày tỏ ý kiến và quan điểm của cá nhân. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh mộc, việc làm ăn diễn ra khá thuận lợi. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh kim, không ngừng cố gắng rèn luyện bản thân để tiến xa hơn. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh thủy, quan tâm hơn đến gia đình, mở lòng với người khác. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi tuần mới, từ ngày 15 tháng 5 đến ngày 21 tháng 5 năm 2023 của tuổi Hợi. Người tuổi Hợi sẽ gặp phải nhiều biến động trong chuyện tình cảm. Khoảng thời gian đầu tuần và giữa tuần, đôi lứa thường xuyên mâu thuẫn vì những quan điểm trái ngược. Đây là lúc đôi bên đều cần phải biết lùi một bước, không nên quá cứng nhắc, bắt nửa kia phải nghe theo ý mình. Người còn độc thân nên cẩn thận với những đối tượng tiếp cận mình, bởi chưa chắc họ đã thực sự chân thành với bạn. Nếu cứ cố chấp tiếp tục thì tương lai, bạn sẽ phải đối diện với nhiều nỗi buồn. Đến thời điểm cuối tuần, vận trình tình cảm của bạn mới có dấu hiệu khởi sắc hơn. Về công việc, người tuổi Hợi cũng sẽ phải đối diện với nhiều rắc rối do thương quan và tỷ kiên mang lại. Bạn không nên quá nóng nảy, tìm cách phản bác lời của người khác. Hãy dùng hành động thực tế để chứng minh sự trong sạch của bản thân. Đến thời điểm cuối tuần, mọi việc sẽ dần đi vào quỹ đạo, bạn cũng sẽ không phải quá căng thẳng như trước đó. Trên phương diện chi tiêu, đại hao lại cho thấy bản mệnh cần có cách chi tiêu hợp lý, không nên ỷ vào việc mình ăn nên làm ra để tiêu xài phung phí. Bạn không nên vung tiền để bằng được người này người khác, mà nên tiết kiệm nhiều hơn để dự phòng cho tương lai. Tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh hỏa, nên cẩn thận với những đối tượng chủ động tiếp cận mình. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh thổ, vợ chồng thường xuyên mâu thuẫn vì quan điểm trái ngược. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh mộc, khó khăn cũng chính là cơ hội để thể hiện bản thân. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh kim, công việc dần có dấu hiệu khởi sắc vào thời điểm cuối tuần. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh thủy, chi tiêu có chừng mực, không hoang phí vì những mục đích không cần thiết. Vâng, quý vị thân mến. Trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tuần mới của 12 con giáp. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ đón một tuần mới, nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.